Chào các bạn, mình là kỹ sư Mai Thanh Thiện từ cửa hàng LED Hiệp Tân. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn biên tập nội dung trình chiếu màn hình LED bằng phần mềm HD Player. Đây là giao diện HD Player sau khi kỹ thuật đã cài đặt xong cấu hình màn hình cho khách hàng. Phiên bản mình dùng là V7.10.42.0. Mình sẽ xóa toàn bộ program và chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là tạo chương trình mới. Các bạn click chọn Program để tạo một chương trình trong Screen 72. Và nó sẽ có tên là Program 1. Có 3 mục có thể điều chỉnh là Program Property, Play Mode và Play Control. Program Property cho phép các bạn tạo viền và đặt nhạc nền cho toàn bộ màn hình LED. Để tạo viền, các bạn tích chọn Frame. Nhấn vào tam giác hướng xuống và chọn lại viền. Đây, đã có viền. Ở đây, các bạn sẽ có thể điều chỉnh. Đầu tiên là Effect để chọn kiểu chạy viền. Có 3 kiểu là xoay, nhấp nháy và tĩnh. Ở xoay và nhấp nháy sẽ có 3 mức là chậm, trung bình và nhanh. Nhạc nền không thường sử dụng trên màn hình LED. Tuy nhiên, nếu muốn các bạn có thể tích vào background music. Nhấn phím mũi tên xuống, nhấn cộng và dẫn đến địa chỉ file âm thanh. Bạn có thể chọn nhiều file âm thanh và sắp xếp lại thứ tự của chúng bằng cách lựa chọn file và nhấn nút lên xuống. Ok, mình sẽ xóa hết những cái file âm thanh này. Tiếp theo là Play Mode, cho phép bạn chọn chế độ chơi cho Program 1. Có 2 chế độ là Play Time, cho phép tùy chọn số lần chạy Program 1 cho đến khi chuyển sang chương trình tiếp theo, hoặc Fixed LED, cho phép chọn thời gian chạy Program 1 cho đến chương trình tiếp theo. Play Control cho phép chỉ định thời gian chạy trong ngày, thứ trong tuần hoặc ngày chạy chương trình. Bạn có thể click tích chọn chế độ điều khiển mà bạn cần và chỉnh tham số bên trong. Ví dụ như ở đây mình sẽ chỉnh thời gian chạy trong ngày, tích vào đây, chỉnh lại. Tương tự cái này. Tiếp theo là thứ trong tuần. Các bạn có thể chọn xem nó chạy vào thứ mấy. Và cuối cùng là một khoảng thời gian cố định nào đó. Ví dụ như mình sẽ cho nó chạy từ ngày hôm nay cho đến cuối năm. Rồi, ok. Thông thường thì mọi người sẽ không thường sử dụng các chức năng này, nên mình sẽ tắt toàn bộ và đặt tất cả về mặc định. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các chương trình có thể cho vào Program 1. Đầu tiên là Custom Area. Thì Custom Area không thường được sử dụng nên mình sẽ bỏ qua. Tiếp theo là Video. Video cho phép hiển thị một cái video trong một vùng trong Program 1. Có 3 mục có thể điều chỉnh trong video là Area Attribute, Video List và các cài đặt khác ở góc bên phải này. Mình sẽ bắt đầu với video list trước. Cho phép bạn thêm video vào. Bạn click vào dấu cộng và tìm đến địa chỉ của cái video trong máy tính. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều video.
chúng sẽ chạy lần lượt theo thứ tự ở trong list này. Ví dụ cái này đầu tiên, cái này thứ hai và cái này cuối cùng. Bạn có thể thay đổi thứ tự nó bằng cách chọn vào video bạn muốn thay đổi thứ tự và nhấn nút mũi tên để chuyển nó lên trước hoặc đưa ra sau. Bạn cũng có thể xóa bớt video đi bằng cái này. Ok. Area Attribute thì sẽ cho phép điều chỉnh vùng hiển thị, tạo viền và thay đổi độ trong suốt của video. Đầu tiên là Layout, nó sẽ điều chỉnh kích thước và vị trí. 00 là tọa độ điểm bên trái phía trên cùng của video. Và còn lại là kích thước của video. Bạn có thể thay đổi giá trị này một cách đơn giản bằng cách giữ chuột trái ở các chấm trắng giữa các cạnh hoặc góc và kéo thả. Mình sẽ ví dụ. Sau đó giữ chuột trái ở giữa video và kéo thả. Giữ, kéo, thả. Muốn chính xác hơn, các bạn có thể điều chỉnh thông số trong layout. Mình ví dụ, mình sẽ trả này về 0, 100. Mình cho kích thước này khoảng 500. Nó sẽ ở chính xác và vị trí các bạn mong muốn. Các bạn có thể khóa kích thước lại sau khi cài đặt xong để tránh sửa nhầm. Frame này tương tự với program, cho phép bạn tạo viền và các điều chỉnh khác tương tự. Để xem thì các bạn có thể nhấn vào program để xem toàn bộ. Đây, Transparency, thay đổi độ trong suốt của video, giúp bạn nhìn những thứ phía dưới video. Để demo mình sẽ tạo thêm một cái vùng video nữa và thêm một video vào cái này đi. Và các bạn lưu ý là vùng nào nằm ở phía dưới nó sẽ đè lên vùng nằm ở phía trên, vì vậy mình sẽ phải click chọn video 2, chuyển nó lên trên. Thì các bạn có thể thấy là cái video 1 này nó đang đè lên cái video 2. Rồi, tiếp theo mình sẽ giảm độ trong suốt của video 1 xuống. Là chúng ta có thể nhìn thấy phía sau như thế này. Vùng bên phải này đầu tiên là nó cho phép giảm âm lượng của video. Ví dụ như video 2 này đang khá ồn, mình sẽ click chọn video 2 và giảm âm lượng nó xuống. Bạn nên chuyển HD player về dạng cửa sổ để dễ điều khiển phần này hơn. Chỗ này cho phép bạn chọn một phần kích thước và thời gian hiển thị của video. Ví dụ như mình có thể làm như thế này. Nhưng mình nghĩ nó hơi khó dùng. Mình nghĩ là ở vùng này các bạn chỉ cần quan tâm đến âm lượng video là được rồi. Những thứ khác thì chúng ta cứ bỏ qua. Cuối cùng thì số lượng vùng video có thể hiển thị này là khác nhau ở mỗi loại card. Ví dụ với card HDA6L thì mình sẽ thử thêm và nó thêm được tối đa 20 vùng video. Ok, để cho nhanh mình sẽ xóa program 1 và tạo lại. Bạn có thể thêm hình ảnh vào đây bằng cách nhấn vào photo.
hai vùng này nó sẽ tương tự với video. Để mình thêm hình ảnh vào trước. Đây mình sẽ thêm những hình này. Vùng bên phải này cho phép bạn chọn hiệu ứng hình ảnh hiện ra, tốc độ hình ảnh hiện ra. Hiệu ứng hình ảnh biến mất. Tốc độ biến mất. Và thời gian mà cái tấm ảnh đứng yên. Bạn có thể cài đặt các thông số này cho từng tấm ảnh trong danh sách. Bạn thấy rằng nó chỉ chạy cái tấm ảnh đầu tiên thôi. Thì đây là demo của phần mềm. Để xem được chính xác thì bạn bấm vào đây để xem thử. Phát ra. Gần như không có giới hạn số lượng vùng hình ảnh trong một program. Mình có thể thêm thoải mái. Tương tự, test cho phép bạn viết một đoạn văn bản nhiều dòng và dễ dàng điều chỉnh nó bằng các công cụ ở đây. Vùng Area Attribute và vùng bên phải này tương tự với hình ảnh, các bạn có thể tự điều chỉnh cho phù hợp. Single Line Test tương tự test nhưng nó chỉ có một dòng duy nhất. Ở Single Line Test này các bạn có thể tạo một cái hiệu ứng dạng như thế này. Animation tạo chữ chuyển động. Ở đây có các mẫu các bạn có thể làm thử nhé. Cuối cùng mình sẽ giới thiệu tới đồng hồ. Thì các bạn có thể tự thử thay đổi các thông số và xem kết quả. Mình nghĩ là đến đây các bạn đã khá hiểu cách biên tập rồi. Mình sẽ thử kết hợp những thứ mà mình vừa giới thiệu để tạo thành một nội dung hiển thị màn hình LED. Bây giờ mình sẽ biên tập một nội dung trình chiếu màn hình LED. Mình bắt đầu với một program mới. Thêm một video và cho nó tràn màn hình. Giảm âm lượng nó xuống. Mình sẽ chèn một ảnh mới. Giảm kích thước nó lại. Đặt ngay góc thế này. Thêm một test. Chắc là thêm single light test đi. Mình chỉ muốn nó đứng yên thôi. Canh giữa, chỉnh lại vị trí của nó.
Thu nhỏ nó lại nè. Kéo về giữa. Để cho nó phun màu. Thêm một cái đồng hồ ngay góc này nữa là được rồi. Thêm một cái đồng hồ, ok. Đồng hồ kỹ thuật số, tắt hết những cái này đi, chừa lại thời gian. Đặt thời gian là giờ và phút. Kéo nó qua góc. Thu nhỏ vùng tối đa của nó lại nè. Và kéo nó qua góc bên đây. Mình có thể thêm một program nữa và biên tập một cái kiểu khác. Ví dụ như nó chạy cái này. Thêm một cái nữa xem. Chạy một cái hình nào đó. Ok. Các bạn có thể demo bằng cách nhấn như mình và chuyển chương trình. Chuyển chương trình. Quay trở lại chương trình 1. Bấm tạm dừng. Play. Video cũng khá dài rồi. Thì ở đây có một lưu ý nhỏ là các bạn hãy chú ý thứ tự lớp này. Các lớp ở đây. Cái lớp phía dưới nó sẽ luôn luôn đè lên cái lớp phía trên. Chính vì vậy thì ví dụ như nếu như mình di chuyển cái photo, cái hình này là cái led thiệp tân này lên trên video thì nó sẽ bị đè mất. Các bạn cũng có thể đặt tên cho các lớp này, ví dụ như ở đây mình rename nó lại thành logo. Cái này thì là tiêu đề chẳng hạn. Việc đặt tên này nó sẽ giúp cho việc quản lý và điều chỉnh trong tương lai dễ dàng hơn. Các nội dung khác các bạn có thể tự khám phá thêm trong quá trình biên tập. Một số nội dung sẽ yêu cầu gắn thêm phụ kiện lên card hoặc các kết nối cần thiết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ website ledthiệptan.com hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Led Hiệp Tân để đón xem các video mới nhé. Xin cảm ơn.